Tuổi Kỷ Dậu 1969, cứ xây nhà năm 2022, được lộc trời cho, sau có, bình yên. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, xã hội càng phát triển, niềm tin của con người vào phong thủy cũng ngày càng được củng cố mạnh mẽ và ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam. Đặc biệt là đối với quan niệm an cư lạc nghiệp, nhiều người mong muốn có thể tìm được những mảnh đất tốt và xây được một căn nhà đẹp, hợp phong thủy để đời sau được hưng vượng. Tuy nhiên trên thực tế, kỳ thực phong thủy không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự thịnh suy của cả một gia tộc. Cổ nhân quan niệm rằng mọi việc xảy ra trong cuộc đời đều tuân theo quy luật nhân quả, nên so với phong thủy về mảnh đất nơi ta ở, ảnh hưởng của các thiên tinh đến việc xây dựng ngôi nhà có thể làm thay đổi hậu vận của mỗi người. Năm 2022 Nhâm Dần, tuổi Kỷ Dậu xây nhà có hợp hay không? Mời quý vị hãy cùng theo dõi những chia sẻ ngay sau đây. Để xây được nhà, yếu tố đầu tiên chúng ta phải xét đến là yếu tố kim lâu, hoàng ốc và tam tai. Mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, bước sang năm 2022 Nhâm Dần đã 54 tuổi. Trong năm này, mệnh chủ bị phạm hoàng ốc, một trong ba điều kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên, nếu mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu muốn xây nhà, cần phải mượn tuổi khác để công việc được tiến hành hanh thông, thuận lợi nhất. Những mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu thuộc cung Tốn mệnh Mộc có bốn hướng tốt là hướng Đông Nam phục vị, Nam Thiên Y, Đông Diêm Niên, hướng Bắc sinh khí. Bên cạnh đó có bốn hướng xấu là hướng Tây Bắc họa hại, Đông Bắc tuyệt mệnh, Tây lục sát, Tây Nam ngũ quỷ. Mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu mà ở những cung tốt thì được lộc, cuộc sống khá hòa nhã, vui vẻ. Còn nếu phạm phải hướng xấu thì cuộc sống lận đận, khó khăn, cố gắng đến mấy cũng không khá lên được. Hơn nữa lại bị họa thị phi, tiểu nhân hãm hại, làm cho gia đình điều đứng, công việc khó khăn, con đường công danh sự nghiệp không thuận. Để hóa giải những vận xấu do nhà không hợp hướng gây ra, thì phong thủy khuyên gia chủ Kỷ Dậu cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. Gương của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội khai quang chỉ chú xem ngày sử dụng theo đúng tuổi của gia chủ. Chính vì vậy sẽ phát huy công năng tốt nhất, hóa giải nhà không hợp hướng cho tuổi Kỷ Dậu và những người sống trong gia đình. Quý vị thân mến, sau khi đã biết được tuổi của mình có làm được nhà năm 2022 hay không, chọn được hướng nhà tốt để động thổ thì đó chỉ là một trong những yếu tố cần. Việc nhà có xây được hay không phải xét đến yếu tố hướng đất. Đất mà tốt và xây được thì tuổi nào cũng làm được, nhưng nếu đất xấu phạm vào các đại sát của năm thì tuổi nào động vào cũng nên cẩn thận. Vậy trong năm nay, những hướng nhà nào xây tốt, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi bài phân tích của thầy Gia Cát ngay sau đây. Đầu tiên là hướng Tây. Hướng Tây gồm 3 sơn canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân, còn gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bản chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu phượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều phượng. Nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp, có người chết trận, bị giam cầm, gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba, nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích, nên khi quý vị xây dựng nhà cửa, cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, gia đạo của gia đình. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây, cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa phù quý để hóa giải. Những mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu ở nhà hướng Tây là không hợp hướng, bị phạm vào cung lục sát, một trong những hướng xấu mà tuổi Kỷ Dậu cần phải kiêng kỵ. Lục sát là sao văn khúc, có ngũ hành thuộc thủy, cùng là hung tinh đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, xâm đãng, thị phi. Vậy nên mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu khi ở nhà ở hướng này cần treo trước cửa một chiếc gương bắt quái tinh cầu để hóa giải. Thứ hai là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm 3 sơn tuất, càn, hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, sao lục bạch tái tinh đào đến hướng. Lục bạch là sao vũ khúc thuộc cát tinh. Khi lập tinh bản nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao lục bạch nếu vượng, quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử thì sống cô độc, chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ, có nhiều quả phụ. Lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất. Nếu vượng, quan vận thuận lợi, hành thông, tiền của dồi dào, con cái học hành, đỗ đạt.
Nếu suy thì quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước. Như vậy, tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần là khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hành thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc cũng nên treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý, đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm. Với hướng Tây Bắc cũng là hướng không hợp với mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu, khi ở trong nhà hướng này sẽ bị phạm vào cung họa hại là cung xấu. Khi ở trong nhà hướng này sẽ bị phạm vào cung họa hại là cung xấu. Họa hại là sao lộc tồn thuộc hành thổ, là hung tinh gây nhiều hung khí, nhiều thiệt hại về sức khỏe công danh. Nó làm con cái đần độn, bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên cần phải hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà không hợp hướng, giúp tuổi Kỷ Dậu trong nhà luôn may mắn, bình an. Tiếp theo là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm 3 sơn sửu, cấn, dần, 22,5-67,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa thân hướng dần bị phạm vào thái tuế, mậu kỷ, đô thiên. Những nhà tọa mùi hướng sửu bị phạm vào tam sát. Đây là 3 đại kỵ lớn khi xây nhà, các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải, hoàn toàn miễn phí. Với hướng Đông Bắc cũng vậy, là hướng xấu với các mệnh chủ Kỷ Dậu. Khi ở trong nhà này, phạm vào cung tuyệt mệnh, một trong những hướng xấu nhất với tuổi Kỷ Dậu. Tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc hành kim, là hung tinh, xấu nhất trong 8 sao, gây ra tuyệt khí, tử khí, gặp tai họa cho gia chủ. Vậy nên cần hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu, là pháp khí được làm bằng gỗ đào, chuyên để hóa giải nhà không hợp hướng với mệnh chủ Kỷ Dậu, giúp mệnh chủ cùng những người trong gia đình luôn được bình an, may mắn. Thứ tư, hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm 3 sơn mùi, khôn, thân. Hướng Tây Nam gồm 3 sơn mùi, khôn, thân, từ 202,5-247,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa dần hướng thân bị phạm vào tới phá, tọa sửu hướng mùi bị phạm vào tam sát. Đây là 2 sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn không nên. Còn những nhà tọa cần hướng khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022. Hướng Tây Nam là hướng ngũ quỷ với các mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu, vì vậy đây cũng là hướng xấu, vì ngũ quỷ là sao Liêm Trinh, hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó gây ra những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn, gặp tai nạn liên miên. Khi ở hướng này do tương khắc với ngũ hành nên sẽ gây nhiều tác hại. Vậy nên cần hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào. Thứ năm là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm 3 sơn Nhâm, Tý, Quý, 337,5-22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao Nhất Bạch tài tinh đào đến. Sao Nhất Bạch là sao Tham Lang, hiệu Văn Xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng. Mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Cái sĩ gặp nó ắt được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần. Nhất Bạch lại là quan tinh, nếu nó đường vượng, hình thấy loan đầu bên ngoài lại có phong thủy, thủy quang, phóng quang, khoa cử độ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập trộm cướp. Nhất Bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn, nếu suy thì dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập, chìm đắm trong tử sắc. Vậy nên những nhà hướng Bắc năm 2022 Nhâm Dần hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý. Đồng thời phương vị này trong phòng khách cũng nên đặt một tháp văn xương để kích vận, nghênh sao Nhất Bạch, giúp đường quan vận học hành của những người trong gia đình hành thông may mắn. Bên cạnh đó, hướng Bắc là hướng hợp với các mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu, hướng này sinh khí tốt. Sinh khí là sao Tham Lang tinh, ngũ hành thuộc mộc, là cát tinh mang lại may mắn. Sinh khí ở Tây Trạch gặp càn đoài bị hành kim khắc nên thuộc tinh vốn bị khống chế. Cặp cấn khôn cũng bị tương khắc nên thuộc tính giảm. Thứ 6 là hướng Nam. Hướng Nam gồm 3 sơn Bính, Ngọ, Đinh, 157,5-202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Tý hướng Ngọ bị phạm vào tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư, tam sát được giải thích chia làm 3 dạng. Tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát, tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai, dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung, kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài, phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở.
nếu lưu niên gặp phạm tam sát thì tất sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm, cũng dễ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng nam năm nay xây mới cần hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Với mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu thì hướng nam cũng là hướng tốt, là hướng thiên y. Thiên y là sao cự môn thuộc hành thổ, là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh, giúp cho gia chủ giảm trừ tai họa, tăng cường phúc đức. Thứ bảy là hướng đông. Hướng đông gồm 3 sơn giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng Mão bị phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của quý vị. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh nên trường khí rất mạnh, ảnh hưởng đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy, đo kỹ lưỡng, liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hướng đông là hướng diên niên với mệnh chủ Kỷ Dậu, đây cũng là hướng hợp, hướng tốt, diên niên hay phúc đức, tượng là sao Vũ Cúc thuộc hành kim, là cát tinh, đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần phúc tinh. Hơn nữa, nhà ở hướng Tây Trạch thì hợp làm gia đình thịnh vượng, vì bản thân nó là kim, lại gặp hành kim nên sẽ tăng thêm phần thịnh vượng. Cuối cùng là hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam gồm 3 sơn Thìn, Tốn, Tị, từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa hợi hướng Tị bị phạm tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa Càn hướng Tốn, tọa Tuất hướng Thìn xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hành thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ, cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý, mang lại may mắn, bình an. Hướng Đông Nam là một trong những hướng tốt với mệnh chủ Kỷ Dậu, đây là hướng phục vị. Phục vị là sao phụ bật thuộc hành thủy, là cát tinh, có tác dụng tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây dựng nhà và cách hóa giải phù hợp với những gia chủ tuổi Kỷ Dậu trong năm Nhâm Dần 2022. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.